xin chào các anh chị vậy thì mình có một cái đường link về cái làm thiết kế cấu trúc tế bào đã yêu cầu các anh chị làm và đã hướng dẫn qua video tuy nhiên là một số các anh chị không có máy tính hay laptop thì các anh chị có thể thử với cái cách là các anh chị thử tải cái phần mềm này và về chạy thử trên điện thoại thử vậy thì các anh chị vào cái nơi mà đau ứng dụng của các anh chị các anh chị thử tìm cho mình cái từ khóa là buffin này thì đây là một cái trình duyệt nó giống như là Google Chrome Safari hay là s tuy nhiên là cái trình duyệt này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta có thể làm rồi mình thử cái buffin cloud browser thử ha. Thì đúng là nó phải là con két màu xanh. Nó có nhiều con két có nhiều màu lắm. Thì chúng ta xem thử là à, con màu đen này không phải rồi. Con màu xanh này thì trả tiền, chúng ta không không có xài cái phiên bản trả tiền nha. Chúng ta xài cái phiên bản miễn phí. Rồi, chúng ta mở thử. Vậy thì đây là cái trình duyệt của con bóp phim. Rồi mình thử là xài cho mobile. Rồi vậy thì đông mà lao. Rồi mình copy cái đường link mà trên nhóm mà đã giao cho chúng ta làm cái bài thiết kế cấu trúc tế bào. Bài thiết kế cấu trúc tế bào của nhóm 50 tiết sorry nhóm 30 tiết vậy thì chúng thấy là cái kênh của chúng ta nè thì sẵn đây mình giới thiệu này kênh của chúng ta đây. Nó sẽ có general là ở đây là bài đăng hay là phần boss là sẽ có tất cả những cái tin nhắn trên này, trong đó cái tin nhắn mà mới nhất thì nó sẽ hiện diện ở bên dưới khi nó thấy ở đây. Rồi phần file là phần mà các anh chị đang tạo các cái bài kiểm tra thường xuyên ở đây. Rồi phần app thì chúng ta sẽ mở cái tài liệu điện tử lên chúng ta biết rồi. Vậy thì trên cái phần bài đăng này mình có yêu cầu chúng ta là uh, nhiệm vụ của tuần này này nhiệm vụ tuần này đây. Vậy thì nó có cái link này. Bây giờ mình copy cái link này, copy rồi mình đi vào trong cái con bút này uh, cho phép nó dán, mình dán vào dán đi rồi vậy thì khi mà mình mình xài công bóp để mình mở đó, thì thấy là chúng ta đã có thể làm được trên điện thoại giao diện điện thoại để mình xem thử quay ngang qua ra rồi vậy khi đó cái màn hình nó sẽ to lên và chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta có thể thực hiện được trên cái cấu trúc uh, thiết kế tế bào ở cái um, giao diện trên điện thoại vậy thì uh, chúng ta có thể thiết kế bằng cách bấm vào một cái um, tế bào bất kỳ và chúng ta có thể làm để mình xem thử là mình bấm vô rồi giả sử mình bấm vào à, lục lạp đưa vào tới bà động vật thì nó nói là không phải phần này không có thì khi nào ta làm xong thì chúng ta có thể chụp màn hình lại à, chúc các bạn thành công.